Hiện tượng lợn bị bệnh chết bắt đầu xảy ra ở thôn Nà Cóc, xã Trần Phú, huyện Na Rì từ ngày 5 tháng 7. Tổng số lợn bị chết khoảng 100 con, nhưng người dân không báo cáo nên chính quyền địa phương không nắm được số lợn chết này đã mang đi đâu, tiêu hủy như thế nào. Đến ngày 26 tháng 7, khi lợn tiếp tục chết không rõ nguyên nhân, người dân mới thông báo đến xã lấy mẫu đi xét nghiệm. Và phát hiện từ đầu tháng 7, nhưng mà từ lúc đấy thì là vì là dân cũng không biết là bị bệnh gì nên là cũng không báo đến để lấy mẫu đi xét nghiệm. Đến hôm 26 thì có hộ anh Hà Văn Chính thì có điện đến thôn rồi là đến báo đến thú y xá, xong là mới xuống xem xét bệnh, rồi là mới hôm 28 thì lấy mẫu phẩm đi thì lúc đấy mới phát hiện là dịch lợn tả châu Phi. Từ ngày 26 tháng 7 đến nay, dịch tả lợn đã lan ra các thôn Nà Cóc, Khuổi Mí, Phiêng Cụt, Nà Đấu và Khuổi Khéo khiến 25 con lợn bị chết. Ngày 31 tháng 7, huyện Na Rì đã công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Trần Phú. Ngoài vùng dịch, huyện cũng đã công bố 4 xã lân cận là vùng bị uy hiếp trực tiếp cần phòng dịch ở mức cao. Thành lập cái hội đồng để tiêu hủy các con lợn lợn dịch bệnh Tết và đồng thời là lập cái trạm kiểm dịch tại các thôn có vùng dịch, chủ động thực hiện các biện pháp phun khử trùng tiêu độc trong vùng dịch và vùng nguy cơ cao, cách bán kính 3 km. Đến đầu tháng 8, huyện Na Rì chỉ còn 168 lít thuốc tiêu độc khử trùng, không đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Trước thực trạng này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Cạn đã điều chuyển khẩn cấp 500 lít thuốc từ huyện Chợ Mới và Bắc Nậm sang cho huyện Na Rì chống dịch. Ở xung quanh đây thì một số tỉnh cũng đã bị, như Lạng Sơn thì bây giờ cũng vẫn bị. Thì Sở Nông nghiệp cũng đã có văn bản chỉ đạo các huyện thị tập trung các lực lượng đẩy mạnh về tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Và đặc biệt khi mà triển khai các dự án, đối với các dự án liên kết về chăn nuôi lợn thì các chủ đầu tư cũng phải đôn đốc các chủ các hợp tác xã phải thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Tại tỉnh Bắc Cạn, năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã từng xuất hiện ở hơn 700 thôn, bản. Số lượng lợn phải tiêu hủy là hơn 27.000 con, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Dịch bệnh chỉ mới tạm lắng xuống được gần một năm, nay lại tiếp tục bùng phát khiến người chăn nuôi lo lắng.